lúc đấy là em thích cái gì thì em làm cái đấy, kể cả quần áo em mặc già, có khi em còn mặc già hơn mẹ em cơ. Trong cái thời gian mà millennials là đang quần quật ở ngoài á, thì em đã bùng lên rồi. Và người ta cũng chưa có nhìn vô cái độ tuổi, tại vì người ta sẽ nhìn vô cái cách make up của em lúc đó, nhìn nó già dặn hơn. Và lúc đó anh cũng nghe cái tên Linka rồi, và anh không có, anh nghĩ đó là một nghệ sĩ mới, một hot girl mới mà kiểu sinh năm chín mấy. Anh không hề biết là năm tới, chắc là dạo gần đây mới biết là Linka là sinh năm 2002. Dạ đúng rồi. Tại em nghĩ chắc một phần là do em cũng được mọi người quan tâm và biết đến em sớm quá. Lúc đấy là em 14 tuổi, thì thật sự đúng như là anh nói là nhiều khán giả còn không biết em sinh năm 2002. Cái đợt mà em quay MUVIC này kia là đợt đó em vẫn kiểu hồi còn trẻ trâu đó, là thấy kiểu mình giống như mọi người theo trend ấy anh, mà kiểu lúc đấy là kiểu anh biết mấy cái layer make up kiểu tây tây, lúc mà đấy là mọi người quay musically các thứ là cũng kiểu make up kiểu đó. Mấy chị tây em thấy make up xinh dã man, mà còn mấy chị Việt làm cái kiểu make đó cũng rất đẹp, thì em nghĩ là em thử. Lúc đấy em thử em nghĩ em đẹp thật đó anh, kiểu anh bảo là cũng ok mà. Sau em cứ giữ, thế là em lúc đấy là em thích cái gì thì em làm cái đấy, kể cả quần áo em mặc già, có khi em còn mặc già hơn mẹ em cơ. Nhưng mà em nghĩ đấy là đẹp, nghĩ là phù hợp với mình, nhưng mà đúng là kiểu phải xem là mọi người cũng phải cảm thấy hợp nữa, mọi người sẽ là người đánh giá khách quan nhất. Tại vì bản thân mình lúc đấy là kiểu mình đã thích rồi thì mình sẽ kiểu không nghĩ được là nó có hợp với mình hay không, hay là nó có tốt không. Như đợt trước là kiểu bồng bột, kiểu nghĩ gì nói như thế, không có suy nghĩ gì trước cả. Và cũng em là một đứa kiểu bị dễ mất kiểm bình tĩnh trước mọi cái, tại em cũng bướng. Thế là bây giờ cái điều đấy cũng thay đổi ở em nhiều nhất. Và cái thay đổi nữa chắc là về kiểu vẻ ngoài. Em đã tìm được cái em nghĩ là em là chính em. Đợt trước là em không yêu những cái nét ở trên mặt mình, em thấy là nó không phù hợp. Em muốn mũi em phải cao hơn, môi em phải kiểu dày hơn một xíu nữa, hay là mắt phải kiểu mí rõ hơn, tại vì đợt em là kiểu mí cũng nhỏ. Nhưng mà xong rồi đến cuối cùng thì em đấy, theo 5 năm thì dần dần em mới đến thời điểm này, em mới tìm được là cái gì phù hợp với em. Chứ còn trong cái khoảng thời gian thay đổi thì vẫn có lúc em vẫn kiểu hơi bị theo cái kiểu style cũ ấy, mà dần dần thì kiểu thay đổi.